Rồi, chào mọi người đã quay lại với kênh của Hiển nha. Thì hôm nay là Hiển sắm được cái bộ đồ chơi mới nha. Thì đây, khoe các bạn luôn. Đây, cái này ha, cái này là cái bộ mà vừa hút thuốc xịt ha, chứ nó vừa quậy thuốc luôn các bạn nha. Cái này Hiển thấy ở trên kia người ta xài nhiều quá nên Hiển mua nha. Đây, còn hình thức gắn của nó gì nè các bạn. Cái này là gắn quay nè các bạn nha. Đó, Hiển gắn vô nha. Gắn vô đây. Này nó mới sưu tầm nha. Rồi. Còn cái dây này nè. Cái dây này thì sẽ bắt vào đây. Các bạn nha. Đó, rồi bây giờ Hiển test thử các bạn xem nha. Hiển chưa pha thuốc nha. Hiển test thử coi nó hoạt động sao các bạn nha. Ước nhiệt. Cái này là Hiển xịt cho mít nha các bạn nha. Rồi xong. Hiển thả vô. Đây là cái món đồ chơi mới mà Hiển mới sưu tầm nha. Đó. Thì cái dây này nè, nó sẽ bắt vào cái van này nè. Cái van này là van cần chích thuốc. Cái này là cái van này là cũng là cái van đầu ga luôn, nhưng mà bắt vào đây để xả nước ra cho nó quay. Còn về cái cần của Hiển nè, nè. Bạn thấy không? Cần của Hiển này là cái cần này á, là hình như là nó tầm mét 3 hay mét 2 gì đó ha. Cái ống này thì nó khoảng tầm chắc bằng ống tay cái của Hiển nè, nhưng mà Hiển không có xài van phá nha, không xài van phá. Đầu này là đầu quá tiễn nha. Cái đầu này thì từ ngày mà Hiển mua cái máy xịt tới giờ luôn, là nó sẽ tới giờ là cũng 10 năm rồi nha. Đó, thì đây là cách mà Hiển hay xài. Bây giờ Hiển mở máy bạn xem nha. Rồi, hiện giờ lại gần luôn nha, đi Hiển mở thử coi sao nha. Thì thấy người ta xài Hiển cũng xài thôi. Để Hiển gắn điện lên Hiển mở thử coi nó thế nào các bạn. Cái này là Hiển cũng nghía lâu lắm rồi mà chưa kiếm được chỗ mua, bữa nay kiếm được chỗ mua rồi. Anh này chung quy là cái này thì mình xịt nó sẽ tiện hơn các bạn ơi. Ha. Thì xịt mình á. Rồi mở thử nè các bạn thấy không nè ha. Đó thấy không nè, nó quậy ngon là không đó, thấy không? Nhưng mà cái hơi của nó ra hơi yếu nha nè, thì nó xài hai đầu bếp mà, thì bây giờ Hiển sẽ chỉnh cái bếp cho nó mạnh lại ha các bạn nghe. Nén hơi thêm đó, đó cái nó quậy vậy nè đó ha. Như vậy thì mình xịt cái loại thuốc bột hoặc là cái loại thuốc nước đi, thì mình xịt trong vòng 10 đến 15 phút thôi là bắt đầu nó muốn lắng cặn cái đáy rồi. Mình dùng cái này nè để mình đánh cái thuốc lên để không có bị ốc trâu ở dưới á. Thì để Hiển tắt máy, Hiển chỉnh lại các bạn nghe. Bắt đầu Hiển chỉnh hơi được rồi các bạn nghe nè ha. Ở dưới là nó đang quậy thuốc nè, cái cần của Hiển nè đó, thì gọi tiễn nha, không phải hơi như vậy thì mình xịt mới đạt các bạn nghe nè, thấy không? Đó. Hơi vậy mới đạt nha. Bây giờ Hiển chưa pha thuốc nha. Hiện tại giờ nó đang sắn mà nghe. Đó. Thì vậy là đó là cái đồ chơi mà Hiển đang sắm nha các bạn nghe. Rồi thì đó thì cái mà Hiển lúc mà Hiển pha xịt dạng thuốc bột các khán giả, thì một lô 150 lít như vậy thì Hiển phun phải tầm nửa tiếng cho đến là 35 phút là nhanh đó nha, là xả cái bét lớn á. Còn nếu xả bét nhỏ luôn thì nó khoảng tầm 45 phút, thì như vậy thì là cái thuốc của mình trong vòng 15 phút lắng cặn này, lắng cái đáy luôn á, thành ra là hút lên nó sẽ bị lắng đáy, ai cũng bị hết á. Thì như vậy thì Hiển mới đi tìm kiếm cái bộ như vậy nè thì Hiển xài. Thì như vậy thì nó sẽ đánh thuốc nó đều hơn, nó trộn thuốc đều hơn và nó phun không bị cặn cái đáy luôn. Đặc biệt là thuốc nóng nó rất là dễ bị nha. Dạng bột Vitamin Gold, Antracon hay Manco Zep đồ nó bị hết trơn à, lại gây ra không mít luôn. Nó lắng cặn hết trơn à. Nguyên tắc mình Hiển mua cái này là cho nó tiện ha. Còn cái thứ hai hôm nay Hiển xịt cái loại thuốc cho mít nè ha. Cái loại Anvil. Anvil này nha. Thì dưới cái loại
với cái loại này nè, em biết ba này dùng sầu riêng nha. Cái thằng này đa số là nếu quýnh đủ liều thì nó có công dụng khác, còn nó quýnh nửa liều nó sẽ có công dụng khác các bạn nha. Thì hiện tại giờ mít của Hiển đang mùa này mùa mưa á, nên là đặc biệt mít Thái nó rất là dễ bị thứ nhất là đọt mà nó vượt quá là làm vượt trái nha. Cái thứ hai nữa mà mùa mưa này nè, mình mà không có mà để xử lý cái kiểu mà diệt khuẩn hay diệt nấm hay là tình trạng là mùa này rất dễ bị sơ đen, chung quy là xịt ngừa các bạn nha. Thì hôm nay thì Hiển làm cái clip gì đó là Hiển khoe với các bạn là Hiển mới vừa kiếm được đồ chơi mới. Cái này là Hiển cũng mần mò kiếm không gà, không có chỗ bán, thì Hiển lướt qua Hiển thấy bán, Hiển vô Hiển mua liền. Thì cái bộ này thì dây nhỡ luôn nó khoảng tầm 250, nhưng mà xịt kiểu này thì khỏe lắm, xịt mình khỏe lắm bạn ơi, không cần phải lăn tăn suy nghĩ nhiều nữa, tiện lắm, nên Hiển mới mua. Thì nếu khán giả nào có quan tâm thì tìm mua cái này nha, tại vì mình làm nông mà, thì nếu mà ai làm một mình đi xịt phân về cho mấy lít thuốc thì cái này là tiện nhất. Còn ít bữa là Hiển sẽ mua cho Tú cái gu lô rút dây, rút dây mà xịt thuốc nữa, nhưng mà Hiển hỏi thì chưa có hàng, chừng nào có Hiển báo với Tú cái giá đi để mua cho Tú các bạn nghe. Rồi Hiển làm clip ở đây thôi các bạn nghe, cảm ơn các khán giả đã xem khán giả.